chấp 127. Món cà tím với thịt bằm mà em thích đây, trước đây trên thuyền không có nguyên liệu làm. Hôm nay bù cho em. Ngon quá, hương vị này chỉ có yến tổng mới có thể làm được. Nếu như mỗi ngày đều có thể thưởng thức món yến tổng nấu thì cũng không tệ. Em thích là được. Ngài cảm thấy thế nào? Yến tổng. ngài cảm thấy phương án mới vào tháng sau thế nào yến tông hội nghị tạm dừng 15 phút yến tổng sao thế không biết nghe nói hình như có liên quan đến phu nhân yến tổng tin tức phu nhân chuyển khỏi yến gia tối qua đã bị tung lên mạng rồi ngài có muốn đè nó xuống không không cần cô ấy cần nhiều người biết đến cô ấy rời khỏi yến gia rồi vâng cô cố sao đột nhiên hôm nay lại có thời gian ghé thăm vậy ừm muốn nói về bộ phim mới của đạo diễn tôn một chút bộ phim này không phải là chủ đề khoa học viễn tưởng nữa yến gia có hứng thú với nó sao không phải yến gia là tôi có hứng thú tự cô ấy nói rằng cô ấy sẽ ra ngoài tự mình thành lập công ty sao đúng vậy cô cố nói rằng cô ấy đã rời khỏi yến gia sau này sẽ hợp tác độc lập với tôi Hình như tin đồn ly hôn trên mạng là thật rồi. Ly hôn. Yến Tổng đối xử không tốt với cô cố sao? Ha, tôi cũng muốn biết. Yến 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 Yến. A còng Yến Văn Bách A còng Yến Văn Hoành. Hai người ngồi trong nhà làm gì thế hả? Chị dâu rời khỏi Yến gia rồi. Hả? Hai bọn tôi đang làm visa mà. Chị nghe được tin này từ đâu vậy? Là thật đó, hôm nay chị dâu đến tìm đạo diễn tôn chị ấy tự mình nói mình đã rời khỏi yến gia rồi không ngờ lại ly hôn thật không được tôi phải đi tìm anh cả tôi anh cả và chị dâu của cậu giỏi như vậy chắc chắn bọn họ đã nghĩ thông rồi cậu có tìm bọn họ cũng vô ích hừ cậu không biết đâu lần trước chị dâu tôi suýt thì bị bắt cóc ở mỹ tôi thúc giục anh cả anh ấy mới đi đó sau đó anh ấy vẫn đi còn gì cuối cùng còn cùng nhau bắt được nhóm buôn lậu bỏ đi bỏ đi ưu tiên hàng đầu của tôi bây giờ là phải tìm chị dâu trước có lẽ chị ấy cần tôi giúp đỡ yến tiểu thư yến tiểu thư cô có biết không cô cố tuyết nghi nói là cô ấy muốn mua lại phòng trưng bày của tôi hả rốt cuộc chị dâu đang tính toán gì vậy hôn tiệc sinh nhật thịnh hú coi xem cô xem là yến phu nhân kìa nói gì thế từ ba ngày trước đã không phải nữa rồi cô ấy ly hôn với yến tổng rồi sao vậy chẳng phải chúng ta có cơ hội rồi à chị dâu cuối cùng chị cũng tới rồi chị dâu không phải con cả của thịnh gia chưa lấy vợ sao chị dâu gì chứ đừng gọi bậy ha ha vâng bây giờ nên gọi là cố tổng rồi chúc cậu sinh nhật vui vẻ cậu sẽ thích nó đấy đây là ngọc ngọc bội em không xứng chị vẫn còn nhớ bây giờ em cuối cùng cũng xứng với miếng ngọc này rồi thằng nhóc nghịch ngợm cuối cùng trong nhà cuối cùng cũng nên người rồi đừng để người khác nhìn thấy em làm trò cười kệ bọn họ hôm nay sinh nhật em em lớn nhất chị dâu chúng ta ra ngoài đi dạo đi sinh nhật em mà nói với em mấy câu em vẫn luôn có ý kiến với yến triều nhưng thấy hai người hòa hợp như thế thì em lại nghĩ như vậy khá tốt nhưng bây giờ hai người đã ly hôn rồi em có một câu hỏi đã che giấu bấy lâu nay em nói đi chị dâu chị có muốn biết tại sao chúng ta lại đến thế giới này không chị có muốn quay lại thế giới ban đầu không